hỏa hoạn và cách xử lý tình huống khi có hỏa hoạn. Hỏa hoạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào và thường gây ra những hậu quả thảm khốc, đặc biệt khi xảy ra ở những tòa nhà cao tầng. Với sự cố cháy nổ, chúng ta có rất ít thời giờ để phản ứng. Chính vì vậy, việc nắm được những kỹ năng xử lý tình huống cơ bản sẽ quyết định khả năng sinh tồn của chính bạn và những người xung quanh. Ngay khi phát hiện ra có dấu hiệu hỏa hoạn, việc đầu tiên bạn nên làm là phát tín hiệu cầu cứu như bấm chuông báo động cháy, gọi điện cho tổng đài của ban quản lý và gọi số cứu hỏa khẩn cấp 114. Khi đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ hỏi bạn vị trí xảy ra sự cố, tên đường ngang gần nhất và loại hỏa hoạn. Điều này vô cùng quan trọng bởi với mỗi loại hỏa hoạn đều có các phương tiện chữa cháy phù hợp nhất. Lúc này, nhiệm vụ của bạn là phải sẵn sàng cho việc di tản khẩn cấp. Khi có hỏa hoạn, yếu tố quyết định chính là sự bình tĩnh của những người đang ở trong khu vực xảy ra sự cố. Để có sự bình tĩnh này, bạn cần được huấn luyện những kỹ năng cơ bản để xử lý. Đối với những vụ hỏa hoạn nhỏ, bạn có thể tự mình dập tắt bằng nước hay bình chữa cháy. Tuy nhiên, không phải tất cả các bình chữa cháy đều giống nhau. Nếu bạn dùng không đúng loại bình cho từng loại hỏa hoạn, có thể bạn sẽ làm ngọn lửa bùng lên lớn hơn, dẫn đến hậu quả khôn lường. Các bạn hãy chú ý để ghi nhớ các thông số nhận biết trên từng loại bình chữa cháy. Những bình này thường được đặt gần lối ra vào để tiện cho công tác chữa cháy và cứu nạn. Đối với các vật liệu cháy thông thường như gỗ, giấy và nhựa, bạn có thể dùng hầu hết các loại bình để dập tắt. Với các vụ cháy do chập điện, bạn cần tới bình chứa carbon hay bột khô. Những loại này được chứa trong bình màu đỏ, băng đen, trên nền trắng hay đen. Đối với hỏa hoạn do hóa chất hay chất lỏng như xăng, dầu, loại bình chữa cháy màu xanh lam có khả năng khống chế hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng bình chữa cháy loại bột khô thay thế. Mọi bình chữa cháy phải được đổ đầy ngay sau khi dùng và cần được kiểm soát, bảo trì đều đặn. Các kiến thức nhỏ này, trong những hoàn cảnh nhất định, lại đóng vai trò rất lớn trong việc kiểm soát loại sự cố liên quan đến tính mạng của chính bạn. Một vấn đề nữa bạn cũng cần đặc biệt quan tâm trong những vụ hỏa hoạn, đó là khói. Việc nghẹt thở hay sặc khói dẫn tới khả năng tử vong còn cao hơn bị bỏng do lửa. Nếu không may bạn đang ở trong một phòng đầy khói, hãy nhớ rằng khói luôn bay lên cao. Vì vậy, bạn hãy cúi thật thấp và chạy để thoát ra khỏi căn phòng đó càng nhanh càng tốt. Hãy lấy một chiếc khăn tắm hoặc khăn mặt ướt che mặt. Trong trường hợp không có khăn, hãy dùng áo của chính mình. Trong quá trình di tản khỏi khu vực hỏa hoạn, người ra cuối cùng nên đóng cửa chính và cửa sổ để giới hạn ngọn lửa và ngăn chặn luồng dưỡng khí nuôi ngọn lửa. Bạn cố gắng báo cho người khác biết đường thoát hiểm và có thể giúp đỡ người khác trong lúc bạn chạy. Tuy nhiên, chỉ dừng lại giúp đỡ khi chắc chắn rằng bạn có đủ điều kiện an toàn. Hãy bình tĩnh, tuân thủ bảng chỉ dẫn và hãy dùng thang thoát hiểm thay cho thang máy. Trong các tòa nhà, cửa thoát hiểm luôn được đánh dấu rõ ràng và sơ đồ thoát hiểm của mỗi tầng đều được gắn ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Vì vậy, ngay khi bắt đầu sinh sống hay làm việc trong một tòa nhà, bạn hãy dành chút thời gian tìm hiểu sơ đồ này và ghi nhớ lối thoát hiểm gần nhất, phòng trường hợp khẩn cấp. Khi thoát ra khỏi khu vực hỏa hoạn, bạn hãy cùng mọi người tập trung ở một khu vực thông thoáng để điểm danh. Trong suốt quá trình thoát hiểm này, tốt nhất bạn hãy làm theo chỉ thị của người đứng đầu nhóm hoặc ban quản lý. Người này sẽ chỉ dẫn bạn tới khu tập hợp. Như vậy, khi hỏa hoạn xảy ra, nếu mọi người đều bình tĩnh, nhanh nhẹn và nắm được các kỹ năng xử lý tình huống, tất cả sẽ được an toàn. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp bạn bị kẹt bên trong phòng, khói đang tràn từ hành lang qua các khung cửa. Khi đó, bạn phải làm gì? Giải pháp tốt nhất là ngay lập tức nằm xuống sàn, cách nơi khói đang tràn tới càng xa càng tốt và che mặt bằng khăn tắm hoặc khăn tay, dấp ướt khăn nếu có thể. Hãy đóng chặt các cửa lớn và cửa sổ để cô lập bạn với lửa và khói. Nếu lửa lan đến gần, bạn phải bình tĩnh. Trước hết, thử dập tắt lửa với bình chữa lửa. Sau đó, cố gắng làm cho nhân viên cứu hỏa nhìn thấy bạn bằng cách vẫy tay qua cửa sổ. Nếu cửa lớn đang đóng và bạn muốn thoát thân từ lối này, hãy thử trước xem cửa có nóng hay không. Đặt mu bàn tay lên cửa, nếu thấy nóng hay ấm, tuyệt đối không mở cửa. Chặn kín phần khe dưới của bằng khăn, rẻ hay thậm chí bằng áo của bạn, sau đó nằm xuống sàn. Nếu cảm giác nhiệt độ trên cánh cửa bình thường, bạn cũng đừng mở cửa ngay. Thay vào đó, hãy mở từ từ, đè người vào cửa để nếu thấy khói và lửa bên ngoài, bạn có thể đóng cửa lại ngay lập tức và chặn kín cửa như đã hướng dẫn ở trên.
Trong trường hợp may mắn, nếu ngoài hành lang không có lửa và khói, hãy nhanh chóng thoát ra, đóng cửa lại nhưng không khóa. Trên đường thoát hiểm, bạn hãy báo động cho các đồng nghiệp hoặc hàng xóm của bạn bằng cách gõ vào các cánh cửa mà bạn đi qua. Hãy đừng loại trừ khả năng xấu nhất nếu lửa bén vào người bạn. Khi đó, bạn đừng chạy bởi hành động đó sẽ chỉ làm ngọn lửa bùng to hơn. Dù thế nào, bạn vẫn phải bình tĩnh để tự cứu mình. Dừng lại, nằm xuống và lăn người, lăn qua lăn lại cho tới khi tắt lửa. Bạn cũng tuyệt đối không nhảy vào hồ bơi, bể chứa hay thùng nước bởi lửa đang bén trên người bạn có thể đủ nóng để làm sôi cả lượng nước đó. Nếu thấy người khác bị cháy, hãy giúp người đó dừng lại, nằm xuống và lăn người. Choàng chăn, áo của bạn hay bất cứ thứ gì tương tự mà bạn có thể tìm thấy lên người đó để dập lửa. Như vậy, khi hỏa hoạn xảy ra, khả năng nguy hiểm tới tính mạng là rất lớn. Để có thể sống sót, bạn cần thực sự bình tĩnh và thực hiện tốt các kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn cơ bản. Vì sự an toàn của chính mình, bạn hãy nhớ những điểm chính sau. 1. Nếu bạn là người đầu tiên thấy hỏa hoạn, hãy báo cho người khác ngay lập tức. Gọi tổng đài, cấp trên hoặc số cứu hỏa. 2. Chỉ cứu người khác khi đủ điều kiện an toàn. 3. Đóng cửa sổ và cửa lớn để hạn chế tầm lửa. 4. Di tản tới địa điểm tập hợp và lưu lại đó để điểm danh tất cả mọi người. 5. Nếu có người bị bỏng, hãy sơ cứu khẩn cấp trước khi lực lượng cứu thương tới. Với loại bỏng thông thường, hãy chườm nước lạnh. Đừng dùng nước đá cho loại bỏng hóa chất, điện, chỉ xả nước lạnh vào vết thương cho đến khi cứu thương tới. Không bao giờ bôi kem, dầu hay thuốc nước hoặc bất cứ thứ gì lên vết thương. 6. Gọi xe cứu thương cho những nạn nhân bị bỏng nặng hoặc sặc khói. Phần hỏi đáp tình huống. Bạn phải làm gì khi xe vận tải chở xăng dầu bị vỡ thùng chứa tại khu vực của bạn? Tôi sẽ gọi cho cấp trên, gọi cứu hỏa và cung cấp cho cơ quan chức năng biết cụ thể nơi có sự cố đó. Sau đó, tôi sẽ tuân thủ theo hướng dẫn di tản. 2. Bạn phải làm gì khi khu vực của bạn bị dọa là có bom? Tôi sẽ gọi cho cảnh sát, bởi đó là cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm và tuân thủ theo hướng dẫn di tản một cách bình tĩnh, trật tự. 3. Bạn được bao nhiêu điểm trong phần thử hỏa hoạn và cấp cứu? 4. Bạn có biết bình chữa cháy nằm ở đâu hay không? 5. Sự khác biệt giữa bình đỏ với làn gạch trắng và làn gạch đen là gì? 6. Bình chữa cháy màu xanh lam dùng cho hỏa hoạn loại gì? 7. Bạn có thực hành đúng cách, bằng cách để lối ra vào trống trải và không tồn trữ những chất bắt lửa hay không? Và bạn có biết thể thức trong trường hợp khẩn cấp hay không? 8. Bạn có biết cách hành động khi có hỏa hoạn hoặc trong các trường hợp khẩn cấp để cứu được sinh mạng của chính mình và mọi người xung quanh không?